Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, việc triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã mang lại cho nông nghiệp tỉnh nhà một diện mạo mới, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế đều có sự chuyển biến rõ rệt. Bên cạnh tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, các tập thể cá nhân đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng của nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đăng ký ngày mới tới thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của nông dân Vũ Văn Khá ở thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đang có mặt tại một mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của gia đình nhà anh Vũ Văn Khá ở thị trấn Quỹ Nhất. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng tôi cùng gặp gỡ với anh Khá và tham gia thu hoạch một loại nông sản ở trang trại nhà anh nhé. Em chào anh ạ. À, chào bạn. Dạ, vâng. Anh ơi, đây là anh đang thu hoạch cái nông sản của mình đấy ạ. À, đúng rồi bạn ạ. Mình đang thu hoạch dưa. Em thấy là cái quả dưa này nó rất là lạ và khác với những cái giống dưa mà hiện tại trong địa phương mình đang trồng ấy. Thì anh có thể cho em biết là cái giống dưa này tên là gì không ạ? Giới thiệu với bạn, đây là dưa lê Hàn Quốc. Này giống cũng là giống mới của nước ta. Thì mình đã khảo nghiệm trồng được 5 năm rồi. Và cho giá trị rất tốt và cái chất lượng cũng cao. Được dân mình rất ưa chuộng cái giống dưa lê Hàn Quốc này. Dạ vâng. Thì bây giờ thì không biết là anh có thể là hướng dẫn cho em cùng thu hoạch dưa với anh được không ạ? À, được thôi. Bạn cầm kéo và thu. Thì, dưa này, đối với dưa này thì đạt độ chín vàng đều đẹp như này và đặc biệt là có mùi thơm. Nếu bạn ngửi gần vào thì sẽ có mùi thơm. Dạ. Bạn thu hoạch được. Vâng. Thì bạn thì khi mình cắt thì sẽ cắt như nào? Thôi. Vâng. Cứ cắt cuống bình thường thôi. Vâng. Rồi căn như thế để nó giữ được cái độ tươi của trái. Dạ. Rồi chọn quả tiếp theo, quả này mình cũng thấy màu đậm rồi. Vâng. Đây ạ, những cái quả dưa mà có màu đậm ạ. Màu đậm và cái vân này nó nổi lên rõ này. Vâng. Thì quả này đã chín. Đã chín rồi, mình sẽ có thu hoạch được ạ. À, thu thôi. Khi cắt thì mình sẽ cắt cuống dài ra. Đúng ta. Rồi, cắt cuống dài và tỉa các cái chánh của nó thì. Vâng. Dưa này thì mình sẽ được xuất ra những thị trường nào ạ? Hiện tại thì mình đang bán cho các cửa hàng trái cây và rau sạch ở trên địa bàn tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, và gửi một số ra Hải Dương. Anh xây dựng cái mô hình nông nghiệp của nhà mình là theo hướng công nghệ cao ấy ạ. Vậy không biết là lý do vì sao thì anh lại lựa chọn theo cái hướng đi này ạ? Bây giờ xu thế là nhân dân mình cũng thích là nông sản sạch. Tất cả các loại trái cây và thực phẩm sạch mà nếu mà trồng phía ngoài thì chắc chắn là sẽ bị sâu hại, bệnh hại, sẽ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều. Đã. Nên mình đã đưa vào trong nhà lưới để hạn chế tối đa cái gây hại của sâu và bệnh thì sẽ tránh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thì cái nông sản trồng trong này thì hầu như sẽ sử dụng rất ít thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt là lúc bắt đầu có trái nó không sử dụng nữa. Đã. Chỉ sử dụng bảo vệ lúc cây còn bé thôi. Cho nên là cái trái cây này đã rất sạch và đã gửi đi rất nhiều nơi để kiểm định rồi. Kiểm định, dạ, đều vâng. Đạt tiêu chuẩn cả. Dạ. Và mình sử dụng chủ yếu là phân chuồng, phân hữu cơ. Cho nên là lại càng đảm bảo hơn. Đến nay thì anh đã thấy là cái mô hình đem lại được cái hiệu quả gì chưa? Qua nhiều năm triển khai thì thấy mô hình đã phát huy hiệu quả rất tốt. Như cái nhà lưới này mình là 500 m², mỗi vụ mình thu khoảng 5 tạ. Giá xuất trên thị trường tại vườn bây giờ đang 4 đến 50 nghìn một cân. Thì giá trị thu nhập mỗi một vụ trừ chi phí đi cũng được khoảng hơn 20 đến gần 30 triệu một nhà này. Thì một năm mình thu 3 vụ. Nên là một nhà này một năm cũng đã được gần 100 triệu rồi. Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau một ít phút thôi thì tôi cùng anh Khá đã thu hoạch được một giỏ dưa đầy như thế này. Bây giờ thì tôi và anh Khá sẽ đem giỏ dưa này về nơi tập kết và anh Khá sẽ đưa tôi đi tham quan thêm mô hình trồng dưa leo Baby Hà Lan.